con lập lưỡng ngà bàn, hướng về Phật thiền đành lễ tam bảo. Quang minh văn đại biện pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Căn bản để đối trị tâm bệnh và giàu muốn được an lạc giải thoát, cho nên giới. Nếu chúng sanh nào muốn giúp trừ các khổ não, hưởng được vui thanh tịnh niết bàn thì phải thọ tâm quy trì ngũ giới. Nhưng mà giữ được thanh tịnh cho đến giây phút tâm quy ngũ giới, đó là nhân lành cũng để sẽ đi vào con đường niết bàn. Các vị Bồ Tát chư Phật cũng lấy từ ngũ giới, tâm quy ngũ giới mà bước lên bờ giác ngộ để được giải thoát. Thì nền tảng căn bản của con người đó là giới. Với đạo Nho tôi gọi là ngũ thường, với đạo Phật gọi là ngũ giới. Đó là nhân cách của một con người để thương dưỡng tâm bệnh chúng ta. Vì người Phật tử muốn trở thành người Phật tử tốt, kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, thề tránh các điều dữ, việc nguyện làm các việc lành, nguyện làm các việc lành, cúi xin tam bảo, cúi xin tam bảo, từ cung thỉnh hòa thượng giáo thọ giải pháp quy y. Quy là trở về, y là nương tựa,
trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, trở về nương tựa với Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về nương tựa chánh pháp. Nương tựa chánh pháp, người đời nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè thì không hoàn toàn an lành, nên phải nương tựa với Phật, là một đấng từ bi bình đẳng như ông cha lành. Nương tựa với Pháp là nương tựa Pháp giải thoát giác ngộ như thuốc hay chữa lành tật bệnh. Nương tựa Tăng là nương tựa với bậc thầy đại trí bằng pháp lợi sanh mới thật là hoàn toàn an lành. Chân thành truy ân tất cả công đức của mình, xin quý vị vô cảm phóng tay thật to thật to để các thầy công đức của tất cả quý vị hôm nay. Xin thầy các quý vị, thưa quý vị, tiếp tục thì chúng tôi trước khi vào chương trình, chúng tôi không quên một người đã bỏ công rất nhiều để tổ chức một cái ngày diễn lãm thành văn tộc thật vĩ đại ở Hồng Quang này. Tôi xin mời vị đó lên đây để có đôi lời để khai mạc cho chương trình. Chúng tôi xin cùng Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện trưởng Thiền Việt Tông Honolulu, Hawaii. Thật to, thật lớn, để tán thán công đức của Chư Tôn, trưởng lão Hòa Thượng Thầy Trò Đại Đức Tăng Ni, cũng như toàn thể Phật tử từ các phương xa về đây ủng hộ, và nhất là sự hiện diện của tất cả các anh chị em nghệ sĩ từ ở Nam California và các nơi về đây để kiểm đợi chương trình cung nghinh Phật học Điện Văn Nghệ cho ngày Phật học, đó là với chủ đề tiếng hát cho hòa bình. Xin cùng làm pháp tay nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đến tham dự hôm nay. Tham mô hay gì đó. Tất cả. Và đi tinh tế tiếp tục.
Con xin được hát một bài để dân cúng dường, đó là bài được mang tên Hoa Bất Diệt của nghệ sĩ Chí Tâm. Con vừa nói gì? Dạ, con với anh.
không muốn nghe ngươi tấu rồi. Thưa mẹ, con... Im ngay! Muốn tấu bệ hạ, xin ngươi đừng dùng quyền thiên tử mà tự quyết đoán. Như vậy là ức hiếp đại thần, nhi thần kháng chỉ. Nhất tử! Và xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Từ Bi.